hang kia vào thời điểm những năm 2010 nổi lên với nhiều đối tượng buôn bán ma túy khét tiếng. Với đặc thù gần 99% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, hang kia đã tạo thành một cộng đồng lớn mạnh, biệt lập, là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lộng hành. Nhưng sau rất nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng, hơn 10 năm đấu tranh, tuyên truyền, nhận thức của người dân đã thay đổi, hồi sinh vùng đất này thành điểm đến du lịch có tiếng và hồi sinh cả những giấc mơ thoát nghèo trên chính quê hương. Chào mừng anh chị đã đến với Ala Hôn Tây. Đây là nhà em, hôm nay anh chị sẽ ngủ trong này, anh chị theo chân em này. Mọi người vào nhận phòng và thì mình sẽ trải nghiệm trò chơi dân gian này. Chào mừng anh chị vào. Các bạn giới thiệu cho anh là mọi người sẽ ngủ ở phòng ở trên này. Anh phân ra ba khu nha, khu phòng riêng và khu phòng nam, phòng nữ để cho các bạn ngủ thoải mái. Mình tên là Giang Ala, hiện mình đang là giám đốc hợp tác xã dịch vụ du lịch và nông nghiệp hang kia. Mình có một cái ước mơ mà một cái khao khát trong lòng là về khởi nghiệp sẽ thay đổi được cái hình ảnh cũng như là cái cuộc sống của bà con. Bản thân tôi từ khi hồi bé ước mơ là trở thành một thầy giáo dạy toán. Nhưng mà cũng là một cái duyên, mình cũng học không kém các bạn, nhưng mà mình thi thì mình lại không đỗ các trường mà mình được lựa chọn. Thì có cái trường ăn đạt thì mình chỉ cần làm hồ sơ và mình chỉ có năng khiếu một chút thì mình có thể vào đấy học. Và tôi đã gọi là cái duyên đưa bản thân tôi đến khám phá được là mình rất là đam mê về âm nhạc cũng như là hát. Và sau đó là không có điều kiện để đi học tiếp nữa, và tôi quyết định về quê khởi nghiệp từ năm mình 18 tuổi sau cấp 3. Khi mà mình từ bỏ với các bạn khác được đi học tiếp và mình không được đi nữa thì mình phải nói là mình rất chi là buồn. Nếu mà nói đến cái này hay ai chặn đến cảm xúc của bản thân mình, một cái điều mong muốn duy nhất lúc đấy là muốn thay đổi cái hoàn cảnh nghèo đầu tiên là của mình đó, bởi vì mình rất là gọi là điều kiện không cho phép này, mình không có thể gọi là đi tiếp cái con đường học vấn của mình nữa. Mình muốn làm một cái gì đó cho quê hương cũng như là tạo một cái môi trường để giúp cho các bạn trẻ thanh niên như mình một cái gì đấy để thúc đẩy cho các bạn trẻ có thể đi học được hơn. Muốn thoát khỏi cái nghèo của chính bản thân và gia đình, Giàng Ala đã tìm hiểu và khởi nghiệp với gà đen Hơ Mông. Đây là giống gà có nguồn gốc từ vùng cao, nơi có nhiều người dân tộc Mông sinh sống, được biết đến là một loại gà cho năng suất và hiệu quả cao trong chăn nuôi. Nhận định đây là giống gà dễ nuôi, Giàng Ala rất hào hứng cho lần khởi nghiệp đầu tiên này. Sở dĩ bản thân tôi ra trường gọi là thủ khoa, gọi là giỏi nhất trường thì được nhà trường tặng cho 1 triệu. Khi đấy thì tôi mang 1 triệu đấy để tôi về tôi xây dựng cái mua nguyên vật liệu để tôi xây dựng cái chuồng trại để tôi nuôi gà. Đấy là cái nguồn vốn đầu tiên của tôi để bắt đầu tôi khởi nghiệp. Cái giống gà đen của người Hơ Mông đó là một cái giống gà rất là quý, gà thuốc đấy. Nhưng mà hồi đó gà rất nhiều khó khăn do là thời tiết ở trên này hơi lạnh, nó cũng thích nghi, nhưng mà lúc nuôi gà bé là rất là khó. Thỉnh thoảng là do không phòng được dịch, nhiều khi dịch thì cũng chết. Mình vẫn chưa được tiếp cận với khoa học kỹ thuật cũng như là kỹ năng để mình nuôi gà, là mình tự mày mò mình làm. Cứ kiên trì đến 6 năm vẫn là kiên trì hết mình luôn. Có nghĩa đến lúc sau 6 năm thì gọi là thất bại cũng không phải thất bại, nhưng mà cái nguồn lợi nhuận của nó đem lại không đáp ứng. Ước mơ được cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp đã không thành hiện thực vì điều kiện kinh tế. Tới mô hình khởi nghiệp đầu tiên cũng đã không thu về lợi nhuận sau 6 năm duy trì, khiến chàng trai trẻ không khỏi bi quan. Tay trắng nhìn lại cả quãng đường vừa đi qua, Giàng Ala đã tự hiểu bản thân mình cần phải có kiến thức trước. Và mình đi học suốt, cứ 1 tháng đi 1 lần xuống Hà Nội và Hòa Bình, hoặc là trên Lào Cai, mình hay học các khóa học online. Và mình cày như là cày ngày cả đêm, mình tận dụng cái sức trẻ của mình cố gắng. Mà mình khởi nghiệp được. Mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Khi mà làm mô hình gà đen ấy, thì cũng được các hôn tây ở trong này họ nhờ đi là hướng dẫn viên này, dẫn chương trình văn nghệ này, còn là giúp họ nấu ăn.
tôi đã nhìn thấy cái tiềm năng du lịch ở đây đây, cũng như là sự thân thiện của bà con. Và tôi nảy ra một cái ý tưởng chuyển từ mô hình nuôi gà đen thành mô hình du lịch cộng đồng gắn với lại nông nghiệp nông thôn. Khi chia sẻ với mọi người, với các sếp, cũng như là cũng được sự quan tâm. Thế là quyết định là đi vai anh em bạn bè, bạn bè người thân mấy người khoảng 5 triệu, 10 triệu. Thì vai được khoảng 5 đến 10 người gì đấy thì mình vai được khoảng 100 triệu. 100 triệu đấy là cái nguồn vốn đầu tiên. Có khởi nghiệp hoặc là có thay đổi thì mình cũng không thể một mình đi lên được. Mình phải có đối tác, anh em bạn bè, hoặc là cần phải có mối quan hệ, cũng như là phải có những cái kiến thức nào đó nhất định. Vào thời điểm năm 2020, phong trào du lịch bản địa lan rộng ra khắp thung lũng Mai Châu. Homestay mọc lên khắp nơi để đáp ứng nhu cầu khám phá trải nghiệm của khách du lịch. Là một người đi sau trào lưu này, Ala gặp không ít khó khăn. Phải làm thế nào để tạo được sự khác biệt và điểm nhấn với khách du lịch khi tới nơi này? Các homestay ở đây thì họ hay mua nhà sàn về làm. Nhưng mà bản thân tôi thấy là khi mình mua như thế thì mình đầu tư cái nguồn vốn của mình rất là lớn. Tôi đã quyết định sử dụng cái nhà truyền thống của người Mông để làm phòng cộng đồng để và đón khách. Mình chỉ cải tạo lại cho nó gọn gàng này, sạch sẽ này, ngăn nắp, xong là khách đến là có đèn, họ rất là thích. Dần dần có khách rồi mình sẽ soi nguồn vốn lại. Cứ được 10 triệu thì đầu tư 10 triệu, cứ được 20 triệu thì đầu tư 20 triệu. Soi đi soi lại thì một năm thì mình cũng soi được khoảng 200 triệu để mình tái cơ cấu lại thì nguồn vốn đầu tư. Là người đầu tiên xây dựng mô hình hợp tác xã kết hợp du lịch và nông nghiệp tại Mai Châu, Hòa Bình, sự sáng tạo của Ala nhận được sự ủng hộ từ các cấp chính quyền cho một hướng đi táo bạo của tuổi trẻ, nhưng cũng đầy mạo hiểm. Hang kia với vẻ đẹp xưa khai, nguyên bản cũng là một yếu tố thu hút khách du lịch tới trải nghiệm, khám phá. Lại càng là cơ hội để những người trẻ trong hợp tác xã vươn lên phát triển mạnh mẽ. Hợp tác xã thì những người tiên phong là những người trẻ mình, sẽ là người tiên phong trước. Nguồn vốn là chúng ta tự huy động ra, nên cái đó là một vấn đề rất là khó khăn. Thứ nhất mà muốn thu hút được các thành viên thì mình phải là những người làm có gương. Thì được cái là anh em mình tiếp xúc xã hội nhiều, là chúng ta sẽ chia sẻ cho những thành viên đó, thì chúng ta thấu hiểu được về hợp tác xã là có nguồn lợi như thế nào. Từ đó thì các thành viên nó sẽ hiểu được mình rồi, thì chúng ta rất đoàn kết thì chúng ta mới thành một hợp tác xã vững mạnh. Thế là cái nguồn đầu tư lớn nhất của mình là đầu tư về con người, đầu tư về tri thức cũng như là cái tư duy để mình điều hành, mình phát triển. Còn cái sản phẩm thì gia đình mình cũng như là quê hương mình đã sẵn có rồi. Cái đó là mình làm thế nào để cho du khách biết đến, mà khi mà họ đến thì họ có cảm nhận được. Thành lập hợp tác xã đúng trước thời điểm dịch, nhưng may mắn cho tất cả các thành viên khi không bị ảnh hưởng quá nhiều trong 3 năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Khách du lịch đến từ vùng xanh tuy có ít đi, nhưng vẫn đủ để duy trì hoạt động cho cả hai mảng dịch vụ và nông nghiệp. Thậm chí, khoảng thời gian cả nước sống chậm này lại là lúc Ala tận dụng để học hỏi thêm, không ngừng sáng tạo. Để tạo ra những ấn tượng đặc biệt, khách du lịch còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động như ném bao hay tục bắt vợ của người đồng bào, từ đó hiểu thêm về văn hóa của một vùng đất bình yên, thơ mộng, hiểu về những người trẻ đang ngày càng cố gắng gìn giữ, quảng bá văn hóa dân tộc mình. Khách vào đây đấy, khi mà mình kể chuyện những câu chuyện văn hóa về ngôi nhà, cũng như là về đồng bào, về trang phục, về truyền thống, thì họ rất là thích, bởi vì mình giữ được cái bản chất, cái bản sắc riêng có của người Mông, mà không bị phai mờ đi, dùng những cái sản phẩm đặc sản của bà con để phục vụ khách, cũng như là cái quảng bá. Và khi đấy thì sẽ tạo được công ăn việc làm cho bà con và bán được những cái nông sản và những cái đặc sản nhiều người chưa biết đến. Mình là một người con của làng bản cũng như là của quê hương. Mình mong muốn là các bạn sẽ tận dụng và đưa đến những cái bản sắc văn hóa, cũng như là những cái cảnh quan, cũng như là ẩm thực, cũng như là những cái câu chuyện về quê hương, về làng bản tới cho du khách, cũng như là tất cả mọi người biết đến. Và đồng thời đó cũng là một cái để giúp cho quê hương làm giàu và thay đổi cái màu áo của quê hương,
và làm giàu chính đáng trên mảnh đất của quê hương mình. Nu nó xin chỉ sống xa bể châu tơ tua rồng xia yêu bờ xin chỉ chỉ mua lúa lên chỉ số cứ xia số an gia bể mong rồng lu xia cha lu chạy ba chỉ đua tay ma bỏ bỏ rồng xia hoa lúa lên rồng xia hoa lúa Xiong xia bé chào tơ tua la bé hai mong xa đa xua xua tu luôn xin xí bó bó xong xia hoa lua li xong lâu tó ta mù la thó có xong xia xong ta mù li luôn xí trâu bé mong lu xia thó có xong xia xong ta mù li luôn xí trâu bé mong lu xia.